Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam. Kênh giới thiệu về cây cảnh, cây nông nghiệp, nông sản, đặc sản địa phương Hưng Yên. Thì hôm nay mình đi quay cho mọi người vườn hoa hồng quế son. Đó, hay còn gọi là hoa hồng quế đỏ. Cây thì dạng bịch. Đây, đi quay trực tiếp cho mọi người là cái dạng bịch đây. Bịch này thì có chiều cao là tính từ đáy bịch cho đến đầu kia thì nó rơi đến cái ngọn cây thì nó rơi tầm khoảng độ 80. Đó, chậu rơi tầm chậu này là chậu 50 đấy, bịch 50. Đấy. Đó mọi người thấy. Hoa hồng quế son này là một trong các cái dòng hoa hồng cổ. Đấy, hoa hồng cổ quế son đấy. Đây. Đây mọi người thể thấy mà ở ngoài trời mà không có một cái gì che như vậy. Trong cái mùa hè nắng nóng từ tầm 35 cho đến 40 độ C, cây nó vẫn sinh trưởng phát triển rất là bình thường, hoa nó vẫn ra đó, nhưng mà cái kích cỡ bông nó bé hơn, nó ít cánh hơn, màu sắc nó cũng nhạt hơn một chút. Thực ra là ở ngoài một điều kiện nó nắng như vậy mà cũng vẫn ra hoa được, cây mà ra hoa và ra nhiều lộc lụ như vậy là chăm sóc cũng rất là tốt rồi. Đấy, mọi người thể thấy là mình cũng phải nhìn vào những cái ưu điểm. Và cũng có thể một cái nữa rằng là cái giống hoa này nó có thể chịu được cái nhiệt độ cao và hạn hán. Với các dòng hồng cổ thì có thể nói rằng là hoa hồng cổ quế son này là một trong các dòng hoa hồng mà nó cũng ít bị bỏ cành bỏ tán rất là nhiều. Nhưng dẹp sáp thì tất nhiên là nó hầu hết trong các dòng hoa hồng đều có rồi. Đấy, mọi người thấy. Cái hoa hồng quế son này thì nó là một cái dòng hoa màu đỏ luôn, đỏ thẫm luôn đấy, đỏ thẫm, nó còn đỏ hơn cả dòng hồng cổ nhung đấy, hay là cổ Huế. Để mà nói là một trong các dòng hồng mà nó có cái sắc cực đẹp thì là hoa hồng quế son là một trong cái dòng hoa đấy. Nhưng mà đổi lại có một cái mà mình cái dòng này thì là một cái dòng chơi sắc chứ không phải là một cái dòng chơi hương. Với các dòng hồng cổ khác như hồng cổ Huế này, cổ nhung này, đào cổ này, bạch xếp này, nào đó thì cái mùi hương của nó khá rất là thơm, nó rất thơm, đó. Nhưng mà riêng cái dòng quế son này nó không có mùi gì luôn, nó không có mùi gì luôn, nó không thơm gì luôn đấy, không thơm. Và nó chỉ có được cái là sắc, cái màu sắc của nó đẹp hơn tất cả các cái dòng khác, đấy. Màu đỏ luôn, đỏ cực đỏ. Ai mà phong thủy mà thích hợp với các cái dòng màu đỏ thì lên trồng các cái dòng hoa hồng quế son này, đấy. Nó có cái sắc cực kỳ đẹp luôn, mình khẳng định như vậy. Đấy, tiếp theo mọi người thì thấy đây là một cái dòng hoa chùm cánh kép, mọi người thì thấy chưa, đây là một bông này, hai bông, ba bông, bốn bông, năm bông đấy, năm bông mà nó chỉ có ở trên một cái cây, một cái cành như này, đấy, một cành như này đấy. Thế tức là những cái dòng hoa chùm cánh kép này ấy, thì là nở hết bông này tới bông khác, hai bông này nở, hai bông này tàn thì bắt đầu cái bông này nó mới nở, bông này mới nở, bông này mới nở, đấy, nó là như vậy. Đặc điểm của các dòng hoa chùm là cứ nở hết bông này đến bông khác. Nhưng mà có một cái hồng cổ Huế khi nở thì cái cây nó nở vào tầm 60-70% bông ở trên cây, nhìn cái cây nó đỏ rực luôn, nhìn nó đỏ rực luôn, xong thi thoảng là xong là sau khi tàn xong nó lại điểm lại, nó còn những bông nào thì nó nở lốt, nó cứ điểm một hai bông nhìn rất đẹp nhá, rất hay. Những dòng hồng cổ Huế đấy, cổ Huế thì nó khá là đắt. Đầu năm vừa rồi thì nó là một trong các dòng cây hoa hồng được săn đón rất nhiều đấy. Hiện tại thì vẫn còn các bác hỏi hồng cổ Huế, tất nhiên là hồng cổ Huế thì những cái cây to hiện tại thì không, ở đây thì không còn, còn những cái loại mà cực kỳ đặc sắc, còn những cái loại mà giá thành nó cao cơ đấy thì là còn đâu mà những cái dòng cây mà choai nho nhỏ là nó đã không còn rồi đấy, mọi người thì thấy nhá. Hay là các cái dòng quế son thì ít các bác chơi hơn đấy. Thường thường là thích cổ Huế bởi vì cổ Huế nó còn có cả mùi thương mà, nó còn có cả mùi hương mà đấy. Thế nên là giữa cổ Huế và quế son thì hai cái cây này thì là cổ Huế thì nó được nhiều các bác thích hơn, nhưng mà hai cái cây là hoa hồng của cổ Huế và quế son này mà đứng cạnh nhau mà các bác nào chưa hiểu về chưa biết gì về hoa hồng nhiều gì phân biệt nó rất khó. Hai dòng này nó đều là cái dòng hoa chùm cánh kép, thế nhưng mà một dòng thì nó form hoa luôn như nhau, nhưng mà chúng ta phải nhìn, nếu mà nhìn kỹ, nếu mà qua các hình ảnh này thì rất là khó đấy. Nếu mà ở ngoài đời thực thì chúng ta sẽ phải phân biệt rằng là cái form hoa như nhau, màu nó cũng đỏ giống nhau đấy,
cũng là hoa chùm bánh kép, nhưng đổi lại nếu mà để mà hai cây cạnh cạnh nhau ấy, thì phân biệt thì nếu mà những cái bác nào mới thì rất là khó phân biệt đấy. Phân biệt hai dòng này khác nhau với quế son ấy, thì ở trong các cái cánh này của nó có màu trắng này đấy, và có các cái gạch 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 trắng, có cái sọc trắng đây này, nó có các cái sọc trắng này này đấy. Còn cổ Huế thì nó không có đấy. Hai cái cây này kích cỡ bông như nhau là hoa màu đỏ, mà cái khác nhau nữa của hai dòng này ấy, thì là cái quế son ấy thì màu đậm hơn là cổ Huế. Đấy, quế son thì không thơm nhưng cổ Huế thì lại thơm. Đấy. Cái lá của quế son ấy thì nó màu đậm hơn so với cái lá của cổ Huế. Đấy, nó màu nó hơi nó chuyển sang cái màu xanh đậm. Còn cái kia nó chỉ xanh đây này, như những cái xanh xanh nhạt nhạt này, cổ Huế chỉ nhạt nhạt thôi, nhưng còn quế son nó thành những cây đậm này. Đấy, nó là như vậy. Cổ Huế và quế son ấy. Chưa? Đấy. Hoa này đây này, mọi người nhìn trong này, đây này. Đấy. Hoa đẹp chi chít luôn. Đấy chưa? Đây là các cái dòng dạng bịch này, đi quay cho mọi người là các cái dòng cây vườn này là dạng bịch đây. Đấy, đây. Đây mọi người nhìn chưa? Đấy, dạng bịch luôn. À, những cái dòng cây mà dạng bịch mà dạng bụi như thế này thì mọi người có thể trồng tại các cái trồng ở các cái tường rào cũng được. Sau này để cho nó bò lên. Trồng trong chậu thì nên trồng trồng trong chậu ấy, thì phải cần để mà trồng trong chậu thì phải cần 2 đến 3 cái bịch quế son này cho vào một cái chậu. Đấy. Thì nhìn nó mới to, nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà cứ để một chậu này nuôi nó cũng khá lâu lớn đấy. Một chậu này, để trong một chậu vào một cái bịch này thì phải đợi phải rất là lâu sau thì cây nó mới to được. Đấy. Chưa? Đây này. Nụ này, chít chít này. Cái mùa này thì với các cái dòng hoa như vậy thì mình thấy rằng là sâu nó phát triển rất là nhiều. Hoa hồng này sâu phát triển rất là nhiều. Thế là các nhà vườn nó chăm nó ít hơn. Cái hai rằng là có thể rằng là cái mùa này là sâu sinh trưởng phát triển nó khỏe hơn so với những cái mùa khác. Đấy. Thường là do các nhà vườn chăm sóc ít hơn. Tại sao? Bởi vì thứ nhất là hoa dạo này nó chậm. Bây giờ mà cứ phun thuốc trông thế thôi, phun các cái ở ngoài vườn là chắc chắn là phải phun thuốc rồi. Không như ở trong gia đình. Các cái hộ chúng ta trồng các cái hộ gia đình. Đấy. Hộ gia đình thì trồng chỉ tầm khoảng độ một vài cây nên mình có thể chăm sóc nó dễ. Chứ còn ở nhà vườn có những nhà vườn 3-4 năm ruộng ấy thì mọi người nghĩ sao? 3-4 năm ruộng thì nếu phun mà trong khi đó chúng ta phun thuốc vào mà trong khi đó lại không có cái nguồn thu lại. Đấy, cây thì nó bán thì nó chậm. Nên thành ra rằng là cái mùa này thì chỉ dưỡng cây là chính. Làm sao để cho cây nó không chết, nó không bỏ cành, bỏ tán nhiều là được. Chứ không theo kiểu rằng là cắt phun với cả chăm sóc thật tốt. Bởi vì là nó chậm mà, cũng có khách mua nhiều lắm đâu. Nhưng mà mình thì vẫn cứ thi thoảng tắc vẫn có các bác giao lưu như bình thường. Nên cái chính là cái thời điểm này của mình thì là đi quay cho mọi người là chính. Thứ hai là để tạo cái niềm tin. Đấy, thường là tạo cái niềm tin cho mọi người rằng là thằng này nó làm thật, nó có những hình ảnh video gửi đến mọi người hàng ngày, chia sẻ các cái cuộc sống cây cảnh ở các cái làng hoa cây cảnh hoặc là các cái cây ở trong mùa này nó như thế nào và ở ngoài thực tế và ở trên hình ảnh nó ra sao, để tránh tình trạng mọi người mua cây này mua một đằng và nhận cây một nẻo. Đấy cũng là những cái sự cống hiến và cái góp công sức của mình cho mọi người rồi. Đôi khi rằng là nó có những cái nó hơi vất vả một chút nhưng mà cũng không sao. Đấy, đổi lại thì mình có được những cái hình ảnh, những cái thước phim gửi mọi người những lúc mà nhàn rỗi hay là những cái lúc mà mọi người cảm thấy mệt, xem những cái hình ảnh mà cây cối nó đẹp như vậy thì có phải là nó hơn không. Cái thứ hai là chỉ có một cái điểm yếu, tức là những cái hình ảnh của mình gửi tới cho mọi người thì nó chưa được sắc nét, chưa được hoàn thiện, chưa được chuẩn, bởi vì mình thứ nhất là không qua một trường lớp đào tạo nào. Thứ hai là cái dụng cụ trang thiết bị của mình hiện tại thì nó chỉ có mỗi cái con Samsung A50s này thôi. Nó cũng không được gọi là những cái điện thoại xịn. Các hình ảnh gửi mọi người đôi khi nó nhòe, nó mờ, mọi người thông cảm. Thì trong quá trình quay thì mình sẽ cố gắng làm sao mà đi chậm lại, gửi đến mọi người những hình ảnh tốt nhất. Cái mà mình nhận được nhất ở đây đó chính là mình không phải mất tiền thuê mẫu hay là thuê các cái hình ảnh những cái khu mà tạo hình ảnh nó chuyên nghiệp. Đó. Mình cứ đến thực tế các cái vườn. Mẫu của mình ở đây là những cái hoa và những cái cây cảnh ấy rồi. Hoa thì rất là đẹp, để cho nó tự nhiên. Có thế nào quay tới đấy, gửi tới mọi người những hình ảnh vậy thôi. Cây này cũng giới thiệu cho mọi người là khu ngoại trừ là những cái vườn hoa
Còn đâu giới thiệu cho mọi người tiếp là những cái nông sản đặc sản ở Hưng Yên. Mọi người có dịp qua đây, qua Hưng Yên này thì qua các cái làng hoa cây cảnh như là Hoàng Hoa Phụng Công Văn Giang Hưng Yên, hoặc là Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên đấy, hoặc là đến các cái nơi mà có các cái làng nghề Đông Tảo này, Văn Giang này, hay là nơi làm bánh tẻ này, nơi xem các cái vườn bưởi này, các cái vườn quất cảnh này, vườn bưởi cảnh này, các cái con gà Đông Tảo rất là to, chân rất là to đấy. Đấy cũng là góp một chút giá trị cho mọi người rằng là nơi quê hương chúng tôi có những cái sản vật như vậy. Và mọi người cũng vậy, hãy gửi đến tất cả các đồng bào trên cả nước hay là các mọi người rằng là quê của các bạn, quê hương các bạn qua các cái nông sản đặc sản như vậy. Đấy, hãy đến với quê hương chúng tôi. Đấy cũng là một cái đóng góp giá trị rồi, cũng đâu cần nhiều đâu. Đó. Đây này. Còn các bác nào mà cần hoa hồng quế son mà dạng cây giống, dạng bịch như vậy thì có thể liên hệ qua số điện thoại 03543 98599 hoặc Zalo 03543 98599 nhé. Thì các bác cứ ủng hộ cây nhiều thì em sẽ có được các cái có kinh tế thì em sẽ trang thiết bị của mình sẽ tốt hơn, thì gửi tới mọi người những hình ảnh nó tốt hơn. Đấy. Thì video này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người nhé. Chúc mọi người cùng gia đình luôn có những phút giây thật là thoải mái khi xem video và gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Hoa hồng quế son, một màu đỏ cũng đem lại sự vui vẻ, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.